Trong khi đó vị trí thứ 3 đang thuộc về Liverpool. Họ có cùng 20 điểm giống như là Tottenham Hotspur, nhưng đang tốt hơn về hiệu số bàn thắng bại. Đây là Son Heung-min, một tiếng can thiệp rất kịp thời. Mất bóng rồi, trọng tài không cho rằng đó là lỗi. Madison chuyền bóng cho Son Heung-min, không được. Spurs đang bắt đầu có những tình huống đe dọa khung thành của Leno. Một pha thoát xuống quen thuộc đến từ Son Heung-min và một đường chuyền thông minh cũng rất quen thuộc của James Maddison. Pha phối hợp của hai chủ nhân danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng của giải ngoại hạng trong tháng 8 và tháng 9. Có cảm giác như là Son Heung-min cũng có vẻ như là đã việt vị. Nhưng dù sao đây cũng không phải là một bàn thắng được ghi. Và vì vậy mà VAR sẽ không can thiệp ở thời điểm này. Đó sẽ là quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ Tottenham Hotspur sau pha cứu thua của Leno vòng đấu này tại Premier League. Liverpool. Lukic. Trọng tài không cho rằng đó là lỗi của Son Heung-min. Papessa, Pedro Porro phối hợp cùng Son Heung-min đưa bóng vào. James Maddison. Son Heung-min không thể chuyền bóng đến vị trí của Richarlison. Cũng không hẳn là không tốt mà thực ra là họ chưa thắng thôi. Thì Fulham đã 10 trận liên tiếp bóng lên trên. James Maddison xoay sở rất kéo. Son Heung-min không được rồi. Cách đây một tuần thì Son Heung-min vừa cùng với đội tuyển quốc gia Hàn Quốc đối đầu với đội tuyển Việt Nam tại sân vận động Suwon. Ngày hôm ấy thì Son Heung-min cũng đã có được bàn thắng. Nhưng dù vậy, kể từ khi mà anh đang còn thi đấu tại Brazil cho Watford, Son Heung-min chuyền bóng cho Maddison. Son Heung-min, James Maddison, Kulusevski hợp cùng Son Heung-min không được, bắt bài bởi Tim Ream. Trận đấu vẫn đang diễn ra với tốc độ tương đối cao. Đường chuyền của Richarlison dành cho Son Heung-min. Son Heung-min 1-0 dành cho Tottenham Hotspur, và đó lại là người đội trưởng của họ rồi. Bàn thắng thứ 7 của Son Heung-min tại giải Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Và phong độ của anh kể từ tháng 9 vẫn đang là vô cùng rực cháy. Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9 của Premier League. 6 bàn thắng của Son Heung-min đều được ghi trong tháng 9. Và bây giờ đây, chúng ta chứng kiến bàn thắng tiếp theo của Son Heung-min đến. Và nó sẽ mở ra ở trong thế trận đang có phần bế tắc dành cho Tottenham Hotspur trước Fulham. Không việt vị, Richarlison kiến tạo thành công cho Son Heung-min. Tim Ream là người đứng sai vị trí. Và sai lầm trước đó đến từ Chris Bassi. Một tiếng chuyền bóng lên quá là chủ quan đến từ cầu thủ trung vệ này. Và để cho Son Heung-min có từng này khoảng trống thì thật sự là tai hại rồi. Quá tai hại cho hàng thủ của Fulham. Đá mẫu mực mà Son Heung-min tạo ra và không có cơ hội cản phá cho Ben Leno. 1-0 cho đội bóng của Postecoglou. James Maddison, Son Heung-min giật thoát Udoji. Vẫn còn cơ hội thêm một cú đá nữa. Không có bàn thắng dành cho Spurs. Hàng thủ của Fulham đang nháo nhào sau những tình huống đạt bóng của Tottenham Hotspur. Cái mà những cổ động viên của Spurs vẫn gọi là Unchable. Và chúng ta đang thấy nó tái hiện ở trong tình huống này. Rất nhiều cầu thủ áo trắng có mặt trong khu cấm địa của Fulham. Trong khi đó thì với Postecoglou vẫn đang là 11 con người có tên trong đội hình xuất phát. Đường chuyền vào trong dành cho Son Heung-min. Richarlison. Richarlison dứt điểm rất thiếu chính xác. Cú đá ngay ở trận đầu tiên của tiền đạo người Brazil. Kulusevski có một pha xoay người rất hay để loại bỏ Anthony Robinson. Và đường chuyền vào trong cũng là cực kỳ hợp lý và thuận lợi dành cho Son Heung-min. Lựa chọn của Son Heung-min là chuyền bóng sang phía trái cho Richarlison. Kevin Bassi. Rất nguy hiểm, Son Heung-min. Son Heung-min chuyền bóng cho Maddison. James Maddison 2-0 cho Tottenham Hotspur.
Madison chuyền bóng cho Son Heung-min, và bây giờ thì Son Heung-min chuyền bóng cho James Madison. Trận đấu tưng bừng dành cho Toronto Spurs tại sân nhà, và có thể họ sẽ chưa dừng lại ở đây. Một lần nữa lại là sai lầm đến từ các cầu thủ Fulham, và đó có thể coi lại là sai lầm của cá nhân Bassi. Bassi chuyền bóng lên và bóng đến chân của cầu thủ bên phía Tottenham Hotspur, và bản thân anh cũng là lý do khiến cho Son Heung-min không ở vào vị trí việt vị. Một pha bóng quá bị động và thiếu trách nhiệm đến từ Calvin Bassi. Một trận đấu trở lại với giải ngoại hạng rất đáng quên của cầu thủ của Nigeria. Còn với James Madison thì không có lý do gì mà anh lại bỏ lỡ cơ hội này. Góc sút được mở ra quá rộng dành cho Madison, và hình ảnh ăn mừng rất quen thuộc. Một cú ném phi tiêu mà James Madison tạo ra cùng với Son Heung-min. Harry Kane ra đi nhưng có vẻ như là Tottenham Hotspur còn mạnh hơn. Quả đá phạt dành cho Tottenham Hotspur. Đánh đầu. Cú chạm đầu Son Heung-min. Rất đông các cầu thủ Tottenham Hotspur đã băng vào trong tình huống này để cố gắng tạo ra một điểm chạm. Son Heung-min là người làm được điều đó, nhưng để lái trái bóng vào lưới của Leno không phải chuyện dễ. Rất nguy hiểm, Calvin Bassi lại mất bóng rồi. Madison, Richarlison, James Madison cùng với Son Heung-min vừa tranh nhau quả bóng trong tình huống vừa rồi. Lỗi lầm thứ 3 của Calvin Bassi trong ngày thi đấu hôm nay, và có vẻ như là anh thậm chí là quá ngán ngẩm với trận đấu này rồi. Một nhịp đỡ bóng tai hại. Madison muốn sút, nhưng Son Heung-min đang đứng ở đó, ai cũng có thể dứt điểm. Một tình huống không hiểu ý nhau đến từ hai cầu thủ tấn công của Spurs. Cùng với Brandon Johnson thì hai cái tên còn lại được tung vào sân bên phía Tottenham Hotspur là cầu thủ mang áo số 18 Lo Celso và số 36 Felix. Son Heung-min cũng sẽ rời sân. Son Heung-min có bàn thắng thứ 7 của cá nhân anh trong mùa giải Ngoại hạng Anh năm nay. Một bàn thắng để ăn mừng danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng mà anh vừa mới có được. Và James Madison là cái tên còn lại rời sân bên phía Tottenham Hotspur. Băng đội trưởng được trao lại cho Romero. Và cùng xem lại những bàn thắng đã có của Tottenham trong trận đấu này. Pha mở tỷ số của Son Heung-min, và sau đó là bàn nâng tỷ số lên 2-1. Xin lỗi bạn, là 2-0 của James Madison. Những màn song tấu của hai nhạc công trên hàng tấn công của Tottenham Hotspur trong ngày thi đấu hôm nay. Chắc chắn là Postecoglou phải rất hài lòng với cả Son Heung-min lẫn Madison. Và bây giờ là cơ hội được trao cho những cái tên mới mẻ hơn.